Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế dự sự kiện cầu truyền hình trực tiếp bài ca kết đoàn kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm di tích nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, nơi gia đình Bác ở lần đầu đến Huế, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ, góp phần nuôi lớn tâm hồn, trí tuệ và nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tại ngôi nhà từng lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi dâng lên anh linh của người cùng thân phụ là ông Nguyễn Sinh Sắc và thân mẫu là bà Hoàng Thị Loan lặng hoa tươi thắm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình, đặc biệt là cuộc sống thiểu thời của Bác tại mảnh đất Kinh Đô Huế giai đoạn 1895-1901. Đây là quãng đời 6 năm sinh sống với những ngày tháng miệt mài đèn sách, khổ công học hành của ông Nguyễn Sinh Sắc, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung. Đặc biệt, ngôi nhà này là nơi bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ tư là cậu bé Nguyễn Sinh Xin và cũng là nơi bà đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33. Vào ngày 22 tháng Chạp, năm Canh Tý, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 1901. Ngôi nhà đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 74 ngày 2 tháng 2 năm 1993. Ghi vào sổ lưu niệm tại nhà di tích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi đến thăm ngôi nhà thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được nghe về cuộc đời của Bác và những người thân trong gia đình. Thủ tướng khẳng định, nơi đây đã góp phần hình thành nhân cách của Bác, góp phần hình thành tư tưởng yêu nước và chỉ hướng giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân và phong kiến. Tất cả chúng ta nguyện đi theo con đường của Đảng và Bác đã vạch ra sức học tập rèn luyện để thực hiện thật tốt di chúc vĩ đại của Bác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đơn vị và ngành chức năng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giữ gìn di sản quý báu này, biến nơi đây thành một địa chỉ đỏ thu hút thanh thiếu nhi và mọi người có mong muốn tìm hiểu về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp của người. Trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh cấp tỉnh đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng Smart City ra mắt ngày 25 tháng 7 vừa qua. Sau khi nghe đơn vị báo cáo về những kết quả ban đầu của một số dịch vụ giám sát đô thị thông minh như phản ảnh hiện trường, giám sát vi phạm giao thông, trật tự đô thị, giám sát dịch vụ hành chính công, thông tin báo chí, Thủ tướng đã dành lời khen ngợi trước những bước đi táo bạo và hiệu quả của tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giám sát điều hành đô thị. Thủ tướng đánh giá đây là một công việc rất mới và riêng biệt, đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực hết mình để có thể đạt được những thành tựu to lớn hơn, giải quyết được những vấn đề nóng cấp bách trong xã hội. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần có những kế hoạch cụ thể để triển khai mạnh mẽ, đồng thời chia sẻ nhân rộng mô hình hơn nữa để hiện thực hóa mong muốn xây dựng đô thị thông minh tại các địa phương.